Xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu số tiếp theo ha. Đây là video 827. Lô này thì em sẽ giới thiệu lô cần gồm tất cả là cần carbon nhé mọi người, và một cái túi cần. Thì giá em báo ở video này là chưa có phí vận chuyển nha, ship mỗi đơn vẫn là 30.000. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn hàng nha mọi người. Đây là video số 827. Rồi khách ở Đà Nẵng thì mọi người có thể ghé trực tiếp xem hàng nha. Cây đầu tiên, cây số 1 thì em lên một cái cây lua rút carbon này. Cây đây là Mamiya OP. Cây này nó chỉ có chiều dài là 1m68 thôi, hàng của Hàn Quốc, nhỏ gọn nha. Cây này lua rút mini á mọi người, phát vặn, phát Furigo. Cây này thì ngoại hình rất là mới đẹp, có đầu chụp đầy đủ, khoen là khoen Furi xứ xám. Đây, 6 khoen này, 6 khoen gồm cả đầu bu. Rút gọn cây này nó chỉ có là 52 cm thôi. Ngọn là 1,3 ly. Độ cứng cây này ở trên đây thì nó để thông số như thế này là cứng tầm ML nha mọi người. Màu bạc hết nè. Ở đây nó có một cái vết bẩn thôi mọi người, không phải trầy, bẩn thôi ha. Cái lóng khá là mới đẹp nha. 5 lóng rút tất cả, hàng của Mamiya OP, Hàn Quốc xuất Nhật. Dài là 1m68, tải mồi là từ 1/8 tới 3/8 MOZ và tải dây là 4 cho tới 14 LB nha. Khoen bát Furi, cần máy ngang lua rút. Trọng lượng của cây cần này á là 94 g, rút gọn 52 cm và giá là 600.000, mã số 1 ạ. Giá 600 ha, mã số 1. Rồi tiếp theo em lên mã 2. Để em bỏ gâu độc chụp lại đã ha. Rồi lên tiếp mã số 2 ạ. Đây, số 2 là cây này cũng là lua rút nhưng mà cây này là thông số UL nhé, 1m68, 5 lóng và cứng UL này của Micro Fixer. Cây này là tất cả dàn khoen full set, cây này hàng chưa dùng mọi người nhé, có đầy đủ túi hộp, dài 5,6 ft, có 5 lóng rút, rút gọn là 53,5 cm, nhẹ chỉ có 78 g, gọn 0,9 gốc, 7,5, tải mùi là 0,8 tới 3,5 g nhé, dây là 2 tới 6 LB, cây này China xuất nhật carbon 98%. Đó, cây này thì ngoại hình đẹp nha mọi người. Cái này được về được mấy cây á, mấy cây em cũng lên các video trước cũng nhiều rồi và nó cũng nhiều size á mọi người. Cây còn một cây này là 56 UL nhá, và trước có cây 2m1 rồi 1m8 nữa mà mấy cây đó thì có khách lấy hết rồi. Đây mọi người, cây này đây, cái này thì nó có túi của nó là túi vải này, có túi vải này, giấy tờ này. Cái này không phải túi vải đâu, nó bằng cái gì á, có khóa kéo đầy đủ hết này, rất là dày dặn, giấy tờ và cây cần đây. Chưa của nó sẽ là tay cầm cán gỗ bần nhá, phát là phát vặn Furi tem vàng, dòng khoen xích có nút chụp nguyên bản luôn, lua rút UL nha mọi người. Khoen là khoen đây nè, cái này dàn khoen là khoen khoen động hết nha, khoen chạy hết luôn, 2, 4, 6 khoen gồm cả đầu bu, Micro Fixer 565, hàng China xuất Nhật. Thông số thì ở trên trên cần có để thông số em đọc rồi nha mọi người, trên hộp của nó đó. Đó, các khoen này là khoen động hết, phô gặp bóng sáng. Cái này hàng chưa qua sử dụng nhé. Rồi cái này em bán giá 1.400.000 ạ. Mã cần là mã số 2. Đầy đủ phụ kiện, nguyên hộp, giấy tờ, túi vải và hộp cần luôn mọi người nhé. Giá là 1.400.000 ạ. Đây, lên tiếp mã 3 nhé. Mã 3 là một cây của Daiwa. Đây, một cây Daiwa cần tay máy phụ. Cái này là made in Japan. Độ cứng số 2 này. UM ha, 53 UM. Cây này thì nó sẽ có chế độ zoom nữa, 4m2 và 5m3. Màu xám như này, hàng của Nhật nha. Phần gốc này, ngoại hình cây này cũng ok, còn đẹp, pad Daiwa. Khá là cứng nha mọi người. Đây là cái vị trí lóng zoom của nó, có nút đầy đầu cần đầy đủ ha. Cái này em sẽ tìm cho mọi người túi vải ha. Nói chung là em những cần gửi đi thì cái nào mà em tìm được túi là em sẽ bỏ hết. Đó, ngọn là ngọn tháp, tháp sợi thủy tinh bên trên. Cây cần tay máy phụ nào nó cũng như vậy nha mọi người. Lóng hai đây. Ngoại hình cây này khá là ok, còn đẹp. Đây là mã cần số 3. Cần ra thẳng
Độ cứng cây này ở tầm khoảng 3h rưỡi ạ. 3h rưỡi nha mọi người. Zoom được 4m2 và 5m30 ạ. Daiwa HX. Daiwa Hero HX nha. À, cây này nhẹ là 160 g mà rút gọn là 1m2. Giá cây số 3 là 1.200.000. Mã số 3 1.200.000 ạ. Số 4 là cây Ikada của Gamakatsu này. Một cây bản Mark 2SS nha. Cái này dài 1m5, 1m5 thôi. Đó, một cây Ikada Gamakatsu. Cây này cái chui của nó là chui kim loại nha. Cái chui nó hơi xấu một xíu mọi người nha. Người ta để người ta bảo quản không có cái phần này nó hơi bị đây nè. Đó, cái này là bằng kim loại. Nó có bị trầy xước như thế này. Đó, đọt là đọt đặc nha. Đọt thì rất là đẹp mọi người, không có hao hụt gì đâu. Đó, góc của nó đây, Bad Fury Gamakatsu SS Mark 2. Dài 1m50, tem nhãn ok, đầy đủ hàng nội địa nha. Khoen Fury Set này, có hai khoen. Đó, góc của nó đây và ngọn cần. Đầy đủ khoen dẫn hết. Đó, ngọn nguyên bản nha, không có bị hao hụt chiều dài. Ngọn này là 0,5 ly. Cây Gamakatsu nha mọi người, mã cần là mã số 4 ha, 102 g, thu gọn là 85 cm, giá là 1.300.000. Số 4 nha mọi người, 1.300.000. 1m5 Ikada. Bảo vàng nè. Tiếp tục mã 5. Mã 5 là cây ISO. Cây ISO Daiwa Liberty nha. Liberty Club đọc số 3, chiều dài 3m. Đây, Park Fury, khoen Fury xứ xám, có nút chụp đầy đủ nha mọi người. Khoen Fury xứ xám. Cái này là made in China. Hàng China xuất Nhật, rút gọn 45 cm. Bản ISO Mini. Dài 3m, độ cứng số 3, ngọn là 0,9 ly. Dài 3m, độ cứng 3 nha mọi người. Hàng Daiwa này. Đó, cần nguyên bản nha. Cây này thì ngoại hình đẹp, có nút chụp nha mọi người. Nút chụp đầu cần đầy đủ hết. Cái này đã xúc cái khoen ra thôi. Các lóng bên trong là ok, còn mới. Tem nhãn đầy đủ nha. Bỏ ba lô, cốp xe đều ok hết mọi người. Rút gọn cây này chỉ có 45 cm, nhẹ 146 g. Giá cây này 900 ạ. 900.000. Một cây Daiwa Liberty Club ha, carbon 2 da xoắn này. Đây là mã cần số 5. Tổng thể nó như thế này. Tiếp tục em lên mã số 6. Cây số 6 nha mọi người. Cây số 6 em có ở đây là cây ISO Shimano này. Cây này khoen nhỏ ha. Bad Fury khoen Fury đọt số 3, dài 5m3. Cây này em đo thực là 5m2. Hàng của China xuất Nhật. Holiday XT. Cây này ngoại hình cũng còn đẹp. Góc này. Dòng này thì phô nó rất là dày luôn nha mọi người. Góc 21.6. Đấy, tem nhãn ok ha, hàng của China xuất Nhật. Khoen Fury xứ xám. Nó không có lỗi khoen nào hết. Mà em đo thực nó là 5m2 à. Để tùy cây cần á. Ngọn em đo là 1,9 nha. Màu bạc hết, các lóng bên trong như thế này đây. Nó có dẫn lóng này. Mấy cái này nó có dẫn lóng hết ha. À, lóng 1, lóng 2 thôi. Từ lóng thứ 3 thì nó sẽ không có. Đó, nguyên bản nhà sản xuất nó làm như vậy. Đây mọi người có thể xem các lóng bên trong cây này. Ok nhé, sờn nhẹ thôi. Đấy. Đó, sờn nhẹ này. Rồi đây là mã cần số 6 nha mọi người. ISO khoen nhỏ, độ cứng số 3. Cứng số 3 là ISO khoen nhỏ là cũng cứng khá ok rồi. Nhẹ là 294 g, dài là 5m20 ạ. Rút gọn 1m, giá 700 ạ. Mã số 6 giá 700. Cây số 7 cũng là một cây ISO luôn, mà cây này là khoen lớn. Đột số 3, dài 4m5, made in Indonesia. Cũng là dòng Holiday ISO XT, mà cây này khoen lớn nha mọi người. Tổng thể này. Cái này thì góc nó nhỏ. Góc là 18.2 ly thôi nhé. Bắt vặn. Thường thường ISO khoen lớn thì nó sẽ là bắt vặn hết nha. Khoen nhỏ thì là bắt kẹp. Sub cũng là bắt kẹp. Đây, tùy cái dòng cần. Khoen Fury xứ xám, không có lỗ khoen nào hết. 2, 4, 6, 7 khoen gồm cả đầu bung. Ngọn em đo cây này 1,8 ly. 1,8 ly, độ cứng 3, 4m5.
Đây, đắp lóng bên trong này, màu bạc như này, có dẫn lóng ha, lóng đầu tiên này. Lóng 2 này. Đó, lóng 2 cũng có dẫn lóng. Lóng thứ 3 đây. À, lóng thứ 3 thì nó không có nhá. Cái dòng này thì nó thiết kế như nhau á mọi người. Đó, dòng ISO khoen lớn, rất là đẹp. Cây này mã phần số 7 nhá. Lóng gốc khá là nhỏ gọn. Trọng lượng cái này là chỉ có 200 g, khá là nhẹ luôn nha mọi người. ISO khoen lớn mà cân nặng như này là rất là nhẹ rồi. Gọn là 1 m, nhẹ 200 g, mã số 7 giá 800. Mã số 7 giá 800 nghìn. Cây số 8 là cây Amakatsu ISO luôn, ISO khoen lớn ha mọi người. Phần gốc này, chui là có logo của nó, dưới chui phần viền. Ở đây có cái lớp, ở đây là lớp chỉ lớp nhựa cuốn của nó này, ở đây nó bong cái lớp nhựa ra một chút rồi mọi người nha. Đó, như thế này. Bad Fury. Cái này đọt số 3 5m4, dòng Mark 2 của Amakatsu. Cái này thì phôi ở trong đó, nó cũng còn đẹp lắm nha. Và khoen thì nó có lai khoen đó mọi người. À, dàn khoen ở trên là khoen nguyên bản này, hai khoen này là nó hư khoen rồi nên là thay hai khoen Fury xứ xám. Đó, khoen Fury hết nhưng mà lai dàn khoen nha. 2 này, 4, 6, 7, 9 khoen gồm cả đầu bu. Đó, hai Fury xứ xám, còn các khoen từ đây trở lên là Fury xích nha. À, không có lỗ khoen nào hết. Đường kính ngọn là 2 ly, đọt số 3 5m4. Đây, đây phôi. Cái này thì phôi còn sáng. Phôi còn ok mọi người nhé. Phôi sáng đẹp. Đấy. Cái này là mã số 8 ha. Cái này là giá là 1 triệu nha mọi người. Một cây Amakatsu ạ. Cái này mọi người hạ tay câu cũng rất là ok. Đọt số 3 5m4, nhẹ là 396 g, rút gọn là 106 cm, giá số mã số 8 giá 1 triệu. À, số 9 là một cây Heiichi. Mã số 9 một cây cần Heiichi 1m8 của Alpha Tucker nhé. Cái này thì nó sẽ có chui đối trọng này. À, đọt và như cắm như này này. Đọt cắm như này và mình luồn vào trong thân, phần chui của nó là chui gỗ, chui bè như này, chui đối trọng như này nha. Cán của nó là cuốn nhựa Bát Fury. Bát màu Fury bát đồng này. FS6 một dài 1m8 của Alpha Tucker nhé. Khoen của nó, khoen đầu là khoen Fury có lõi dạ qua, có nút gỗ này, nút gỗ đầu cần đây. Đó, cái này mình rút ra như thế này ha. Mình chưa đâu. Cái này là dạng Heiichi ba khúc ngọn rút ra được nữa nè. Đó, mình cắm như thế này và cắm vào trong thân, ngọn thì là ngọn đặc. Cái này nó có tróc sơ một xíu mọi người. À, thấy không, có tróc sơn xíu, khoen thì đầy đủ. Ở đây có hai khoen Fury xích này. À, và từ cái vị trí ngọn ở phía trên này thì là sẽ khoen dẫn. Nó là dạng bản Heiichi ba khúc. Ngọn như này. Dài 1m8 nha, nhẹ 135 g, thu gọn 1m. Và cây này giá là 800 ạ. Độ cứng tầm khoảng 15. Mã số 9. Giá 800.000đ. Đó. Xếp gọn là như thế này. Mã số 10 là một cây Misaki, cái này cũng là bản Heiichi luôn, cái này cứng lắm, rất là cứng luôn, độ cứng H dài 2m. XP stick dài 2m, độ cứng H nha mọi người. À, tất cả khoen của nó là khoen Fury xích. Đó, cái này rất là dài luôn. Phần chui của nó cũng là chui đối trọng, chui cánh én này. Đó, ngọn phía trong như thế này, màu của nó sẽ là màu xanh dương hàng của Misaki nhé. À, xanh rêu, Bad Fury Tanlic. Khoen cây này là Fury xích hết đây mọi người, có 5 khoen ở trên phần gốc này. Đó. Cái này thì ngoại hình nó cũng có sơ xước nhẹ nha mọi người. Đó, không có mới tinh tương mà có dày xước dâm dâm vài điểm thôi. Đó, tổng thể còn đẹp. Và ngọn của nó đây, cái này độ cứng H này, H action này. Đó, cái này có phần chui nó rất là đẹp mọi người. Tất cả những cái khoen đây cũng là xích gâu hết. Khoen nhỏ xích gâu hết nha. 2 này, 4, 6, 8. Trên cái ngọn này á, có tới 10 khoen lận. Và thêm 5 khoen. 5 khoen ở góc nữa là tới 15 khoen. 15 khoen nhỏ như thế này. Bu xích gâu luôn mọi người nhé. Cái ngọn nó ngắn một xíu như thế này thôi. Còn lại là góc hả mọi người. À, dòng này có thiết kế hay kiểu vậy đó. Em đo phần góc này. Cái này góc nó là 154 cm là riêng cái phần gốc không nha. Còn tổng chiều dài của cần nó sẽ là 2m. 2m.
Cái này giá 800 ạ, mã cần số 10 nhé, 204 gram. Thu gọn là 1m54. Giá là 800. Độ cứng H ạ. Đấy, gọn gàng vào như thế này. Rồi lên tiếp này, mã cần số 11. 11 thì em có một cây Daiko nhá, cây Daiko lưu mấy ngàn 2 khúc. Đây. Cái này có logo đây. Mastercraft. Cái này á là bẩn mọi người, phần mút của nó hơi bẩn ha. Dòng này là 1m98, 2 khúc và độ cứng M. Tải mồi là từ 1/4 cho tới 3/4 OZ ha. 1/4 cho tới 3/4 OZ. Và tải dây cây này là 10 cho tới 16 LB, hàng Mastercraft. Slicer. Màu xanh như thế này. Cái này là khoen Furisic. Khoen cũng còn rất là đẹp nha. Và ngọn cần đẹp. Nó không có lỗi khoen nào hết mọi người nhé. Em cắm trên kệ thì nó có bụi, bám bụi bụi thôi, chứ còn nó không có bị lỗi khoen ha. 1m98, 2 khúc cứng mờ cần mấy ngang ạ. Ngọn 2,3 ly, 2,2, 2,3 ly, mã số 11. Cân nặng là 136 gram. Và giá cái này là 1 triệu. Giá là 1 triệu nhé. Tiếp tục mã 12 là em có một cây Heichi. Heichi của Daiwa, cây này là độ cứng 10 dài 15 và 2m1. Đây ạ, Bass Fury Tanlick. 15 2m1 này. Made in Korea nhé. Khoen đầu tiên là khoen Fury xứ xám. Cây này nguyên bản nha mọi người, còn đẹp. Độ cứng 15, cần ghi rõ thông số thông tin. Cái này giá là 600.000, mã cần là mã số 12, 128 gram nhé, giá 600 ạ. Em tiếp số 13 này, 13 cây này, 13 là cây cần lui suối nè. Đây, em có thêm được cây này đây mọi người. Siêu nhẹ 60 gram chứ mấy, 60 gram 2 khúc của Ryobi. Cây này thì nó về thêm cả túi, nó có túi zin luôn. 2 khúc, màu của nó là dạng màu xanh rêu phủ lớp trắng gương như thế này mọi người, hàng của Metasia Streamline. Và cái này độ cứng EOL siêu dẻo luôn, 5 feet, 1 tới 3 gram thôi mọi người nhé. Dài 5 feet là 1,5 m á, 2 khúc. Cán rất là ngắn luôn này, dòng lưu suối thì người ta hay thiết kế kiểu như vậy. Bắt vặn. Cái này á, là hàng của Ryobi nhé, Ryobi Made in Korea, dài 1,5 m. Metasia dàn khoen thì là khoen xích hết. Bộ khoen rất là đẹp luôn, vôi nó rất là nhỏ nha mọi người. Đó, cây này em bán mọi người là 800k, 860g, mã cần là số 13 nhé, 800. Ngọn là 1 ly 2, 1 ly 3, tổng thể như thế này ha, có túi luôn. Rồi 14 là một cây của Jackson, cây này cũng là một cây UL dạng lua suối, dòng cần dẻo luôn mọi người. Cái này cán của nó là cán bần, phần bần thì để lâu ngày nó có hơi bám bụi bẩn nha. Đó, mọi người về cái phần bần là rất là dễ vệ sinh để cho sáng, em sẽ vệ sinh xong. Nói chung là cái này thì cực kỳ dễ vệ sinh, em chưa có lâu thôi. Phát đây mọi người nhé. Cái đây là Cherian Jackson nhé, Jackson này hàng của Nhật sản xuất luôn. Dài á, đây này, tên của nó đây, Cherian Super Rainbow, màu xanh. Và thông số tải là từ chiều dài đi 6,3 feet, 1m90, 1-3g, 1-3 lb nha mọi người. Cây UL rất là dẻo luôn, phôi cũng nhỏ và khoen cũng là khoen xích này. Cây này bộ khoen đẹp, phôi xích hết. Cái này em cũng sẽ tìm túi vải cho mọi người nhé. Nhà hàng về thì nó không có túi zin. Đấy, nguyên bản nha mọi người, đầu bô cũng vậy, xích luôn. Cái này em bán 1 triệu nha mọi người. Ngọn là 1 ly 3, 1 ly 4, nhẹ 84 gram, dài là 1m90. Mã cần 14, giá là 1 triệu. Rồi, mã 15. 15 cũng là một cây Mastercraft siêu đẹp luôn. Cây này thì có túi vải. Đây. Cán cực kỳ đẹp nha. Dòng Mastercraft Chautino, thông số đây nè. Túi vải của nó, túi nguyên bản ha. Giấy tờ đầy đủ nha. 632L, 1m9. Tải mồi là 2-5g, tải dây 2-5 lb. Đó, giá này khá là cao luôn, túi vải nguyên bản này. Mã nguyên bản, túi này túi hai ngăn đó, ngăn trong.
một ngang ngọn và một ngang gốc nha, nó chia rõ ràng hết rồi. Và gốc đây, bát đây mọi người, rất là mới luôn nha. Chautino 632L. Đấy mọi người, khoen xích nha, dàn khoen Furi xích này. Cái này là hàng đời mới, ngọn đây, khoen Furi xích tất cả hàng nguyên bản hết. Bô cũng vậy ha. 1.4 ly đường kính ngọn 1.4 ly, cái này giá là 1.500.000. Tổng thể hai khúc như thế này nha mọi người, cái này 70g thôi. 1m632 hả? Nãy em nói bao nhiêu? 1m9 nha, 1m9. Cân nặng là 70g, mã cần 15, giá 1.500.000. Hàng nguyên túi nha, hàng hầu như là new đó. Rồi, đó là mã cần số 15. 16 là một cây Shimano hai khúc, một cây lua mực nha. Dòng Savia phần gốc đây, cắn hở như thế này, khá là bách vặn. Cái này là Savia BB của Shimano, 803 là 8.3 inch. Cái này 2.5 m, cứng ML, B là E là 0.4 cho tới 0.8 ha. EGI là 2.2 cho tới 3.5 này, cây China xuất Nhật, size ML dài 2.5 m. Shimano Savia nhé, khoen của nó là khoen Furi xích. Khoen Furi xích như thế này đây mọi người nhé, nó không có lỗi khoen nào hết, cây còn cần còn đẹp nhé. Hàng này 97-98% đó mọi người. Abu đây nguyên bản nha, cái này em bán là 1.500.000. Ngọn là 1.5 ly, nhẹ là 92g và 2.5 m, nhưng nhẹ chỉ có 92g. Cây này rất nhẹ luôn mọi người, giá là 1.500.000 số 16 nha. Rồi 17 là cây dít, cây dít mấy ngàn cắm gốc của Shimano này. Cái này á, là dòng Shimano Saberton BB, mấy ngàn cắm gốc như thế này, phô carbon sắn 2 da nha. Đây, cái này là cái phần cán của nó thiết kế như vậy, chứ không phải là bị móp hay bị cứng hay bị rọc gì đâu mọi người nha. Đó mọi người này, mình tay cầm, mình cầm vào cái phần tay cầm nó rất là đầm luôn. Và đó, người ta làm, hãng người ta làm như vậy á. Đó, tùy cần tùy hãng nha mọi người. Đây, thông số của nó thì hôm nay cần là phần này là cái bát của má Saber Tenor BB nha mọi người, máy ngang bát vặn Furi. Và thông số ở đây này, 66MH là 1.98, cứng MH. Dít mồ là từ 80 cho tới 210g, độ cứng khá là ok luôn mọi người nhé. Hàng China xuất Nhật, phôi của xoắn này, khoen Furi nhé. Đó, tất cả là khoen Furi. Đó, những cái này, cái lớp keo này ở lâu ngày thì nó khô lại thôi mọi người, chứ cái keo thì nó không có bị lỗi nha. Cái màu keo nó bị ố cái màu chân keo thôi. Đó, chứ còn nó không có bị nứt keo nha mọi người, không có bị nứt khoen nha mọi người. Ở cây này em bán giá 1.500.000, mã cần là số 17, đường kính ngọn là 1.9 ly, cần cắm gốc nhé, dài 1.98, 2 khúc. Để em báo chiều dài của phần ngọn này. Một cây dít mấy ngang, ngọn của nó sẽ là 1.54 rồi. Ngọn là 1.54 ha, còn lại thì là sẽ là gốc cần. Đó, giá cây này em bán 1.500.000 mọi người nhé, mã cần số 17. Đây, dít mấy ngang, 210g, khá là ok. Rồi cuối cùng mã 18 là em còn cái túi câu đây mọi người, còn cái túi câu này ha. Đây, cái túi của hãng Rostay 1.5 m, có qua sách qua đeo đầy đủ nha. Đó, cái này là dạng form suông túi cứng đây, Rostay này. Đó, quá kéo bên trong ok hết á. Đây mọi người, có dây buộc đầy đủ này, ăn chi khó kéo. Mà cái này nó có một cái là cái phần viền, viền đế ở đây nó có bị sờn đó mọi người nè. Đó, nó sờn như thế này thôi, nó không rách bên trong đâu. Nó bên trong đây mọi người nè, nó sờn cái này ra nè, con lớp bên trong nó không có bị rách. Để dưới ở đất á, thì sử dụng thì nó như thật vậy. Cái này em bán 400 mọi người, 1.5 m nha mọi người, túi 1.5 m đựng cũng được rất là nhiều luôn. Nói vậy cho mọi người để được nhiều lắm. Đó, rất là nhiều nha. Rồi 400k mã số 18 nha. Hoặc là mọi người cứ nói là cái túi câu thôi, cái video này em có một cái túi thôi à. Túi câu của Rostay, hàng của Nhật nha. Rồi, giá là 400.
Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 18 mã hàng đó, mọi người có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số điện thoại 0932455407 hoặc kết nối qua Zalo giúp em để chốt đơn ạ. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.